thông qua chương trình đầu tư bất động sản, cơ hội mới với Visa 188A. Chắc chắn nhiều nhà đầu tư vẫn còn chưa biết về thông tin này. Hôm nay Kim Ngân sẽ chia sẻ với mọi người về chương trình đầu tư bất động sản tại bang Nam Úc, mang về thẻ thường trú nhân cho mình và cả gia đình. Hầu hết các anh chị khi tìm hiểu về chương trình định cư Úc đều rất quen thuộc với diện Visa 188A và điều kiện đi kèm. Nhưng chắc hẳn là các anh chị vẫn chưa thỏa được điều kiện của chương trình và tạm ngưng kế hoạch của gia đình mình. Vậy thì Kim Ngân xin phép được chia sẻ với quý anh chị một cơ hội mới để dễ dàng tiến đến tấm thẻ thường trú nhân Úc. Đó chính là chương trình đầu tư vào bất động sản Nam Úc. Đây sẽ là một cơ hội mới với diện Visa 188A dành cho những nhà đầu tư Việt Nam. 188A hay còn biết đến là diện kinh doanh đổi mới cho phép doanh nhân Việt Nam tới Úc để sở hữu một doanh nghiệp với các hoạt động kinh doanh tại Úc. Đương đơn có thể mang theo vợ chồng, con cái phụ thuộc dưới 23 tuổi. Visa 188A chính là bước đệm để doanh nhân cùng gia đình mình xin cấp Visa 888 định cư Úc vô thời hạn. Điều kiện đầu tiên là quý anh chị dưới 55 tuổi. Riêng bang Nam Úc thì quý anh chị nhà đầu tư phải trên 55 tuổi vẫn thỏa điều kiện. Tại thời điểm nộp visa 188A thì tổng tài sản ròng của quý anh chị phải đạt 1.250.000 đô Úc. Và yêu cầu đối với doanh nghiệp, quý anh chị phải sở hữu tối thiểu là 30% vốn trực tiếp điều hành quản lý trong tối thiểu 3 năm. Và điều kiện thứ hai là một trong 4 năm gần nhất tính đến ngày nộp đơn thì doanh thu cần đạt tối thiểu là 750.000 đô Úc. Và đây là chương trình có mức đầu tư thấp nhất theo điều kiện đầu tư định cư. Khi quý anh chị đã thỏa điều kiện của chương trình 188A thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được định hướng bước tiếp theo khi đầu tư vào chương trình bất động sản Nam Úc. Vậy tại sao là bất động sản Nam Úc mà không phải là một tiểu bang khác? Vì đây là một tiểu bang duy nhất mà nhà đầu tư trên 55 tuổi vẫn thỏa điều kiện 188A và là tiểu bang duy nhất được phép đầu tư vào bất động sản để lấy được thường trú nhân Úc. Bất động sản Nam Úc, cụ thể là Adelaide, hiện nay được đánh giá đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng so với các bất động sản giai đoạn cuối thuộc top đắt đỏ như là Melbourne, Sydney, thì chi phí đầu tư vô cùng hợp lý và khả năng sinh lời trong tương lai cao. Lý do thứ hai để quý anh chị chọn lựa đầu tư vào Adelaide là Adelaide có đến 3 trường đại học nằm trong top 20 trường đại học hàng đầu của Úc, có thể kể đến như là The University of Adelaide, University of South Australia and Flinders University. Vì vậy, quý anh chị hãy nhanh chóng liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0931 324 888 hoặc qua website www.citizenparkway.org để được tư vấn và chọn lựa cho mình những bất động sản có vị trí đẹp nhất để đến với chương trình thường trú nhân Úc. Kim Ngân xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.